Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình có khách có mang đến cho mình một chiếc ấm siêu tốc. Ấm cũng đang ngon ngon nhưng mà cái đế của nó thì bị cháy đen thui rồi. Thì mình có tư vấn cho khách là đấu trực tiếp dùng sẽ bền hơn và khách đã đồng ý. Thì nhân tiện hôm nay vừa sửa ấm thì vừa quay lại video hướng dẫn cho những bạn chưa biết nha. Thì có thể tự đấu cho mình được ngay, xem xong có thể đấu được thôi, thì nó rất đơn giản thôi. Còn những ai biết rồi có thể bỏ qua video. Những bạn chưa biết thì vì cái này, cái ấm siêu tốc này cực kỳ là hay hỏng, đặc biệt là nhà nào mà không có bình nóng lạnh ấy, thì thường xuyên là lấy cái ấm này để cắm nước nóng để tắm, thì cắm liên tục như thế thì ấm nó sẽ rất kỳ là lạnh hỏng. Thì mình nên đấu trực tiếp thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ cho ấm hơn và vẫn dùng bình thường. Nói chung là giờ mình nhận đâu nha, thì đầu tiên mọi người là mở bàn ốc này. Đây. Thì mà đấu trực tiếp thì mọi người để ý nha, thì có hai cái dây cắm vào cái đế như thế này, vào cái đích ấm như thế này, thì mọi người đấu vào chỉ để ý hai cái dây dây đây với lại dây đây là cắm vào cái đích ấm, thì mình lấy cái dây ngoài mình đấu trực tiếp vào đây thì sẽ ok. Đấy. Sao vậy nè? Đấy, hai dây. Giờ thì mình lấy cái kính dây của cái ấm đó luôn để mình đấu, mình rút 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 hai này nha, rút hai chắc nha. Rồi, cắt bỏ đi. Cắt bỏ hai cái dây, cái này mình cũng cắt bỏ. Rút cái giác này ra cho dễ đấu này. Đó, giác này dài cho dễ đấu. Vâng. Đó. Một mối mình đấu vào cái dây trắng này. Còn mối còn lại mình đấu vào cái dây đỏ nha. Nếu mọi người có máy hàn á thì nên chấm cho nó hàn cho nó một ít thì nó mối nó sẽ chắc hơn, còn không có máy hàn thì quấn thật chặt nha, quấn thật chặt sau đó mình quấn băng dính vào thì cũng được, còn có máy hàn thì mình nên chấm cho nó một cái thì nó sẽ chắc hơn. Khi nào hàn xong á thì mình quấn bằng dính vào nha.
Nếu bình thường thì có cái ghen á, thì mình đút vào thì nó sẽ dễ hư. Nhưng mà hôm nay thì mình hết ghen này, cho nên mình quấn băng dính vào thôi. Quấn có cái ghen này, đút cái ghen vào thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Cái ghen thì ghen gọi là ghen chống cháy, còn mà không có ghen thì mình quấn băng dính vào không được, cũng không sao cả. Quấn xong thì mình đút cái giắc vào đây, đút cái giắc vào cái, nếu mọi người là tránh đút nhầm vào đây nha, đút vào cái chỗ mai xo này, đó, cái dưới này này. Cái đèn này thì mình cắm vào đây. Mình bấm một chút cái này nha, để mình kéo cái dây ra cho nó dễ. Để cái lỗ bỏ dây. Đó, sao mình bắt ốc à? Mọi người Linh có thích cái dây này, cái dây này. Thích này, thích cái dây này đây cho nó chắc này, cho nó cố định này. Đó. Cố định cho nó chắc. Nếu mà không có dây thích thì mình quấn bằng dính cũng được. Nhưng mà bằng dính quấn thì trông nó không được đẹp mắt, trông nó hơi bẩn. Đó, có dây thích mình thích lại để cố định cái dây. Đó. Giờ mình cắm nước thử cho mọi người xem nha, xem nó có hoạt động giống như không có đế, giống như lúc bình thường không nha. Đó. Đó, mọi người có thấy rõ đèn không? Thì trên đây thì mình vừa hướng dẫn cho mọi người là cách đấu trực tiếp ấm mà không cần sử dụng cái đế để cắm. Thì cái đế nó rất hay hỏng và thường xuyên bị cháy, nhiều nhà bị cháy, cho nên là nếu mà không kiếm được cái đế khác thay thế thì ta nên đấu trực tiếp. Đấu trực tiếp thế này thì nó sẽ bền hơn nhiều khi sử dụng đế ạ. Nó chỉ có hơi có nhược điểm là nó thêm cái đuôi thôi, nó hơi vẫn ấm, nhưng nó cũng không sao cả, quan trọng là bền thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy video của mình hay, bổ ích và mang lại nhiều giá trị thì mọi người hãy ấn vào cái nút chia sẻ bên dưới ấy, để lan tỏa đến nhiều người, để mọi người, để nhiều người cùng biết. Và có ý kiến thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới, hoặc là có ý gì thì mình sẽ tiếp thu. Còn ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký nha, và bấm vào cái chuông bên dưới ấy, để khi có video mới nhất thì nó sẽ thông báo để mọi người cùng biết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.